người, lại là mình đây, là Noob đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Chào mọi người đi nào, hai thanh niên ơi. Hello mọi người. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta đang có mặt ở trong một cái ngôi làng các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay các bạn đọc tiêu đề đã biết rồi. Hôm nay là bọn mình sẽ có một cái thử thách, đó là đi sở hữu 1 triệu viên Emerald. Đấy, nghe thú vị đúng không? Thế thì thôi, để bắt tay vào việc luôn. Đấy thì trước hết đó là, nói chung là ở đây chúng ta sẽ phải đi nó xem nào. Ui trời, đây không có dương à? Nope. Đấy này, khá là chúng ta sẽ mọi người chia nhau ra tìm đi. Đây này, này, này. Ở trong cái dương đâu đó ở ngôi làng sẽ có một cái cánh cửa đến với thế giới. Ủa đây rồi. Đây là cửa hàng ông Lục Bảo cho 2 viên Emerald luôn. Đấy các bạn thấy không? Đây để mình sử dụng các bạn xem. Rồi, đây là cánh cửa đến với gọi là cửa hàng Ngọc Lục Bảo. Đấy, ở đây là sẽ bán kéo Ngọc Lục Bảo à. Đấy, rất là nhiều đồ các bạn ơi. Ui cái gì đây? Máy bay Ngọc Lục Bảo luôn. Ui giời, máy bay nhìn như con cá vậy. Ok bạn này, thôi được rồi. Cái gì đây? Ngân hàng à? Ui giời, thôi được rồi. Mình về gọi là cái ấy đã. Xong rồi tính sau. Đây. Bây giờ chúng ta trước hết đó chúng ta phải đi sinh tồn các bạn ơi. Đấy, bây giờ chúng ta để có thể sấy cái kéo Ngọc Lục Bảo hình như là cần 10 Emerald. Ok, 10 Emerald thì chúng ta đi đào à. Đi đào đấy. Đây này, ui. Này ngôi làng này chủ phú thật các bạn ơi, chủ phú. Rồi, ok, đúng rồi ơi. Bắt người dân. Ô bác này đổi lúa ra. Đâu để anh sẽ. Ok, ui. À chúng ta sẽ đổi 10 viên này, không biết nó có đủ không. Rồi ok, bạn ơi hết tiền là có 5 viên rồi. Ui. Lúc được 6 viên rồi các bạn ơi. Ui 6 viên à? Đâu ok. Ui 6 viên à. Nè đổi đắt thế. 7 này. Ui rồi, 7 rồi các bạn ơi. Ui giời, 7 ok. Thiếu. Tính ra là chúng ta vẫn còn thiếu bạn. Thôi từ để mình chế tạo ít bánh mì đã bạn ơi. Ui giời, đói quá mà đây. Đấy chúng ta đã được 7 rồi, còn thiếu 3 rồi. Đấy đi chia nhau ra đi tìm bạn này. Bên này còn bác nữa anh Úp ơi. Ôi đâu bác nữa nhưng mà làm bên gì còn. Bên này có bác này nhưng mà cũng bán 20 luôn. Ở trên này còn cái ngôi ngôi nhà xa xa này. Mình nghĩ là mấy cái ngôi nhà này sẽ rất là giàu. Đấy để mình lên xem. Anh em chia nhau ra đi tìm gọi là lúa mì để chúng ta đổi bạn ơi. Đấy trên này còn một ngôi nhà của bác nào đây. Úi trời ơi đâu xem nào. Trên này có 2 viên rồi. Tính ra chỉ còn 1 viên anh em ơi. Ui 1 viên duy nhất. Chỉ 1 viên duy nhất. Bây giờ là để chúng ta có thể có 1 viên. Ui rồi hết lúa mì rồi. Nhưng làng còn ai còn gọi là còn 18 lúa mì là chúng ta có thể là đổi được 1 viên kim cựa. À đúng rồi, 1 viên ngọc lục bảo đây. Rồi, đào hết đóng lúa mì của bác rồi. Đâu rồi, thế thì đây đổi đi, đổi xong thì chúng ta ấy. Sao cái đổi đây? Ok, để Noob chế tạo cái mình sẽ chế tạo cái gì ta? Ôi trời ơi, chả cần chế tạo gì hôm nay là sở hữu ba cục. Noob cần 1 cục duy nhất thôi, không cần nhiều bạn ơi. Rồi. Bây giờ là Noob sẽ đứng đây nha, chờ nhá, hình như chỉ có cái cửa này một mình Noob vào được thôi. Ok. Kéo ngọc lục bảo với trị giá 10 ngọc lục bảo. Ok. Chúng ta đã được cái kéo. Cái gì đây? Chuột phải kêu để sử dụng đâu kêu đâu. Đây có một con. My god. Cắt lông cừu ra ngọc lục bảo bạn ơi. Úi giời ơi, thấy không? Úi giời ơi, bây giờ chúng ta gọi tiêu bằng bờ lắp chứ chúng ta. Úi giời. Chúng ta không tiêu bằng ấy đâu. Ui thôi hôm nay dùng ngọc lục bảo bạn ơi. Đấy, nói chung là cái giá trị gọi là đắt giá nhất đối với bác người dân ở trong cái Minecraft này của chúng ta đó là ngọc lục bảo bạn ơi. Đấy. Ui chúng ta được 10 bờ lắp rồi. Và mình đã có hơn 1 stack rồi. Để Noob vào đây này cho Zeno này này. Này cho Zeno này đi cắt cái gì đi cắt. Đấy, okay. Thôi được rồi. Bây giờ là mình sẽ gọi là tên lửa ngọc lục bảo với trị giá 20 Emerald. À 20 ngọc lục bảo. Mình cứ đọc Emerald ngọc lục bảo này như. Rồi ok. Ui nhưng mà cái này cần 100 bạn ơi. Thôi ok, mình sẽ gọi là và dùng tên lửa ngọc lục bảo đây. Rồi sao nào? Tên lửa này nhìn có vẻ nó chất chơi nhỉ. Tên lửa cầm tay bạn ơi, sao nào? Ui ui giời ơi, xịn lắm. Ui giời ơi, anh em ơi. Ôi sao được máy anh em gọi nè. Ui giời ơi, thời giàu các bạn ơi. Ui, nước quả gọi là tên lửa này thì thôi bạn ơi, bắn. Ui giời ơi, thời nếu vừa vào cho luôn cái tên lửa đi nhỉ. Cho luôn đi đỡ, phải mất công đi đổi khổ sở đi lục lõi ngân dân làng, bắt ngân làng tội ra. Này, mày mới gọi lấy làm gì trời? Này, Emerald á. Mình có được tiêu đâu. Mình có được tiêu đâu. Thực ra là chúng ta gọi là đang gọi là bình thường phá làng nhiều quá, hôm nay là đi gọi là tạo phước. Đi phát tặng cho mấy bác đây, mấy bác rồi. Ok, được cái điều xác luôn. Bây giờ để Noob sẽ đi vào, Noob sẽ bắt đầu đổi cái mua cái thứ hai luôn bạn ơi. Nông dân lục bảo. Rồi nhìn bác này vẻ đẹp trai này. Rồi được rồi. À, chúng ta cái gì đây? Triệu hồi bác người dân để đi trồng cây à? Ok. Trồng cây gây rừng các bạn. Đâu thử xem nào. Bác này, bác trồng cây đây. Úi giời bác này mặc quần lục bảo luôn. Úi giời bác trồng cây gì đây? Bác trồng cây quá gì? Bè, trồng cây gì mà đi ra từ mông nhỉ? Trông cái này ảo thật đấy bạn này ơi. Chắc là từ đấy ra rồi. Cái bắt đầu lớn lên rồi mọi người. Ok bạn, cái này giống cây cỏ dại. Ôi bác đi ơi. Nè, nó bác bị cây chọc vào mông bác ngất rồi. Ôi, nó có cục em đâu sao nào?
Ui, được 32 ML một cây này. Oh my god, phải không ta? Hay là 18 nhỉ? Nhưng lúc đấy là oh my god, nhiều nhỉ? Rồi, ok bạn ơi, được rất là nhiều luôn. Ui, một bác người dân có thể trồng cho chúng ta gọi là mấy cả chục stack cũng lên bạn. Ui giời, đùa quá nhỉ. Có mỗi một bác thôi à? Không, nhiều bác, lúc thích thả bao nhiêu bác cũng được. Lúc thích đặt ra bao nhiêu bác cũng được, nhưng mà thôi để cho một bác đi. Ui, hai bác này yêu nhau. Đây, được rồi, chúng ta sẽ thu hoạch nốt đợt gọi là Emerald cuối cùng này để mình sẽ đi mua cái mới bạn ơi. Này, đây, ok. Ui, nhiều Emerald dã man rồi đấy, chưa gì đã có gọi là phun dương rồi. Ok, để núp về tí nữa núp sẽ mua những vật dụng cần thiết. Đây, để mình vào gọi là cửa hàng nâng cấp tiếp theo bạn ơi. Emerald nãy giờ là thế này được rồi, tầm này chắc là đủ để mua. Ui, cái gì đây? Sẻng lục bảo tiếp theo bạn ơi. Đây, 500 Emerald này. Ui, cái này có cái gì đây? Thẻ ngân hàng à? Ui, thẻ ngân hàng 1000 MRO. Ờ, chắc là đủ các bạn. Ờ, chắc là đủ. Nope. Ờ, hình như là chúng ta gọi là thiếu các bạn ơi. Thôi này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ui dồi, thiếu này. Nó nhìn nó sơ quá. Anh chồng ngoài này nè. Ôi, không sao. Núp đã nâng cấp lên cái sẻng lục bảo rồi. Để núp xem là cái sẻng này để làm gì đây. Sẻng chắc chỉ để đào thôi. Ui đấy, ui dồi. Không làm gì đâu. Như sẻng nào một cái thôi các bạn thấy không? Ui, nó khác biệt hoàn toàn luôn. Ui. Rồi, phun dương. Quá trời lấy luôn bạn ơi. Thôi được rồi. Thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đấy ai này cho gọi là ai cái sẻng này đi đào nào. Ngoài để núp vào đấy, núp nâng cấp. Làm cái gì? Là, Emerald cũng đã không dùng đâu. Thế được rồi. À, mình đi phát cho mấy bác kia đi. Núp sẽ nâng cấp cái thẻ ngân hàng lên bạn. Ui, thẻ này có thể giúp mình tích trữ Emerald đỡ gọi là nặng người này. Ui giời, đúng rồi bạn ơi. Thời kỳ hiện đại rồi, chúng ta phải sử dụng thẻ ATM. Đây, ui cần 2000 à. Ê Zen ơi, trả lại núp cái sẻng này. Thôi đã cho rồi. Không. Đây, chúng ta sẽ phải cần 2000 viên Emerald mà. Rồi, mỗi lần nào này mình sẽ ui rồi đã một phát được 3000 MRO luôn. Này thôi được rồi, thế là chúng ta gọi là quay trở lại cái kia rồi. Tính là đâu? À hết rồi. Ok bạn ơi. Tính là đào một cái thôi chúng ta đủ gọi là ấy luôn này. Tiêu chí là chúng ta 2000 thôi. Nào xem nào. Búa chiến lục bảo. Ok bạn ơi, mua đây. Búa chiến mà. Ui, cái này búa của Thor đúng không? 5000 MRO chúng ta được thợ mỏ. Ok tí quay lại. Nào xem nào. Búa chiến này chúng ta sẽ làm gì đây? Nhảy lên chuột trái để sử dụng bắn ra lục bảo gây sát thương à? Ok, đâu này, núp gọi là lên rồi. Phải bắn mấy con ngựa kia nhá. Đâu, đúng rồi, chắc chắn rồi. Ui bác ơi. Lom lom lom. Ui giời, chết rồi, bác này đang chăn ngựa. Bác tránh ra đi, bác tránh ra đây. Bác ơi, đâu. Chưa thấy là... Rồi. Ái giời, ui. Ấy, nó bắn ra. Đâu sao? Ồ, cái này phải nghe keng một cái bạn ạ. Đâu? Keng. Đâu rồi? Chưa được. Đứng gần à? Chết luôn đi nè, nó quá chết luôn đi. Đang đây hỏi chia. Đấy, đấy. Ui giời ơi. Đây chúng ta. Tưởng búa sử dụng một lần cơ. Búa. Ui, búa này bắn từ xa các bạn ơi. Ui đấy. Ui giời ơi. Wow, búa xịt. Thử bắn vào người thêm đau. Đâu thế nào nào nào. Nè này, ơi, ui giời ơi. Không mất máu luôn, không mất máu. Ui xịt đây. Ui giời thế. Rồi ok, chúng ta sẽ gọi là nào. Đúng đây, máy farm Emerald đẳng cấp đến từ nút tim này. Ui giời ơi, đâu sao nào. Ui, nãy giờ là cũng chả được bao nhiêu Emerald. Thầy, cái búa này chỉ để đi đánh nhau thôi. Bạn này 10 đam rồi, còn lại là Emerald cũng chả giải quyết vấn đề gì. 5000 Emerald, thôi thời gian đấy là mình dùng cái sẻng cho nhanh các bạn ơi. Dùng cái sẻng này để nút ăn cái bánh mì đó. Đấy. Này, nào, xúc này, nào. Ui giời, cái sẻng này vẫn là đẳng cấp các bạn ơi. Cái sẻng này tôi thấy là vẫn là đẳng cấp đấy. Xúc cái rồi. Cái nghề này phù hợp với nó đúng vậy. Đúng rồi, đi xúc, nghề đi xúc mọi đúng thứ. Cái này xúc đồm lâm ra là xúc này. Đây. Rồi, chúng ta đã được 5000 Emerald rồi. Bây giờ là mình sẽ chụp vào đây. Lại chờ lúc xíu lại cho ai cái búa này, cho cái búa mà chơi. Để gọi nó kia đi cho nó. Để núp gọi là đi ra đây núp nâng cấp đâu nào. Ui. Rồi, bác dân làng thợ mỏ bạn ơi, với trị giá đó là 5000 Emerald. Đây, mình sẽ xem nào làm cái gì đây. À tự nha, xem nào cái kia là 10.000 à. Cổng thế giới lục bảo à. Ok, nhìn có vẻ hấp dẫn đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến thợ mỏ nào. Ôi xài ơi, bác ui, bác đi mai đi. Ôi, bác ơi, có bên này. Xong. Thế, bảo bác bên này rồi đây này. Bác buồn cười thật đấy chứ, bảo bác bên sao này. Sao bác không đào gì hết trơn vậy? Ông bác này à. À, nú biết rồi, công trình thế kỷ. Bác này muốn rằng là tạo gọi là cái đây này, thẩm mỹ quan đô thị rồi đấy. Đấy, rất là đẹp luôn, rất đẹp luôn bạn ơi. Gọi là lava đẹp quá. Quá đẹp luôn đấy, có lava chảy, thác lava chảy. Đấy rồi, núp sẽ cho bác này đi gọi là san lấp núi bạn ơi. Đấy, san lấp mặt bằng. Đấy, bác đi. Ui, đấy thấy không? Khi bác này phá đất phá đá là chúng ta cũng được Emerald bạn. Ui giời ơi, thôi được rồi, thế cho mấy bác vào bạn ơi, cho mấy bác vào. Phá đất phá đá chứ không phải đi phá làng. Đấy, chúng ta hôm nay là một gọi là tiêu chí là một ngôi làng xanh sạch đẹp.
Ai, ui xài quá, thấy không? 6.000 em đây rồi, chúng ta sắp được 10.000 rồi bạn ơi, ấu gì rồi. Ui xài ơi, đấy. Khi mà chúng ta đã giàu có, chúng ta thuê được hẳn gọi là nguyên một đội quân rồi thì các bạn thấy đấy. 13.000 em đồ ngay. Ui giời, thôi được rồi. Đấy, ở đây đi, để núp vào núp nâng cấp luôn nên gọi là vật phẩm tiếp theo bạn ơi. Ai, cái này là có cổng thế giới lục bảo bạn ơi. Nào xem nào. Ui cái này giống như đồng tiền đấy chứ cổng cái gì. Ai, ok. Đấy, rồi bây giờ là chúng ta đã đủ gọi là cứ nha cái cổng này nó dùng để làm gì hay là chui vào thế giới của toàn block Emerald nhỉ? Rồi đó xem nào. Ôi. Cổng này là cổng gọi là Emerald vô tận này. Ui nó cứ thế là full ngọc lục bảo ra thôi. Ui giời ơi. Thế ngoan thế nhỉ. Ui giời đấy các bạn thấy không? Rồi ok. Kim cương này. Ôi giời ơi quá xịn bạn này, thôi được rồi. Đấy chúng ta cứ để đây thôi. Này, ui, cái này thế để núp mua thêm nhá. Thấy cái này Emerald cứ nhảy mọi người thử nha. Núp mua thêm và núp đặt ở trong ở mấy nhà bác dân làng với bà mấy bác khoái liền bạn ơi. 9.000 thôi. Ok 10.000 rồi. Xung quanh này có hiệu ứng gì xanh xanh à. Để núp gọi là mua thêm bạn ơi. Đấy, mua thêm. Rồi hết rồi. Ồ, hết à? Rồi. Ok, chết giá lên lỡ mua rồi. Đâu hết đâu hết núp ra nó lại phụt ra nữa. À hình như là núp là người sử dụng ấy, đâm ra là cứ mỗi lần là núp gọi là quay trở lại nó mới ok là nó phụt ra tùm lum. Được rồi, để cháu bù đắp nhá. Đây thực ra là núp tính cả rồi, đây thẩm mỹ quan đô thị ở đây này, đây núp đặt ở đây này. Đấy thấy không? Mày cái này con cửa nó tách nó phun nó bên này đấy. Đóng cửa lại đi. Đấy này, ui giời, ấy mở cửa không phụt ra nữa rồi. Cửa này đóng phát là đấy, đóng vào là Emerald đấy. Emerald hết phụt và mở ra. Tại sao mình có thể nghĩ ra cái công trình thế kỷ được cho Inesco Minecraft luôn mà. Thôi, mày đừng có bốc phét. Nhưng thôi được rồi. Bây giờ là cái này chết dở rồi, cần thôi thế thôi các bạn ơi, để núp. Nó cứ vùn vậy thôi. Cái này là thời gian nó sẽ gọi được giàu, nhưng mà cái này là đây giàu nhanh chóng thì chỉ có cái xẻ thôi. Đấy nha, để núp đi kiếm 20.000 Emerald đã. Để núp có thể là này 20.000 Emerald. Ui giời, đây nhiều đất, may là ở khu vực này nhiều đất đấy. Nếu không mình xuất hiện ở khu vực nào nhiều đá đây rồi nào. Ok. 10.000 thôi. Ồ đấy bạn đâu, chỉ có cái sẻng này giúp chúng ta gọi là kiếm Emerald nhanh chóng thôi. Chúng ta sẽ đào một mạch các bạn ơi, cứ ngửa cổ lên mà đào thôi. Tầm này ngửa cổ lên mà đào. Rồi 20.000 rồi. Ai, để núp qua bên kia, núp nâng cấp cái khác rồi. Bây giờ là cái cánh cửa kia nó cũng xịn đấy. Ui chúng ta ui 35.000 mới được à. Ui rồi máy khoan hầm lục bảo. Để mình sẽ kiếm gọi là 35.000 các bạn ơi. 35.000 đúng không? Nhanh thôi với tốc độ này. Ui đấy bạn thấy không? 23, 24. Đấy. Tính ra là hình như là thẻ ATM của ai người đấy dùng, đâm ra mấy thanh niên này không giúp ích được mình. Ngoài không có mấy thanh niên không dùng ok. Không giúp ích được mình nên thôi không sao, để núp một mình tự lo được rồi. Núp sẽ kiếm 1 triệu viên Emerald cho mọi người thấy. Ok. Rồi 35.000 rồi, chờ xíu nhá, để vào đây mua gọi là máy khoan đã. Rồi. Ai chúng ta sẽ có máy khoan. Máy khoan. Ồ, máy khoan này, máy khoan nhìn như cái gì. Đây. Chúng ta sẽ đặt đây. Máy khoan nào? Ủa, máy khoan đâu? Ui, núp trở thành máy khoan luôn bạn ơi. Ui giời ơi. Mỗi lần khoan được hẳn 500 luôn bạn. Ui giời 1.000 luôn. Ui giời ơi. Ui, được rồi, để núp thay bác các bác người dân kia. Ui, thời kỳ gọi là hoàng kim của lắp mặt bằng. Ok, này như đây bị đội săn lớp mặt bằng của gọi là mình đến đây. Ui giời ơi, quá xịn bạn ơi. Đấy, nó được rồi. Quá xịn bạn ơi, đấy đi đầu. Rồi, ui, chúng ta được 100.000 viên Emerald rồi. Đấy, nó quá xịn này, cho thanh niên nào đây, núp không dùng ra đâu. Ui, quá này xịn này, đâu, dùng lại. Ok, đâu, ui, xài, ở đây đi đầu. Ui, Emerald dùng quá trời luôn này. Ui, rồi, ui, nhưng mà thanh niên này không có thẻ ngân hàng, cái đâm ra nó mới dùng ra ngoài bạn ơi. Thôi được rồi, để núp thu ra. Đây, để núp, ấy, núp vào, núp nâng cấp cái khác đi. À, cái này nó quá nhanh các bạn thấy không? Ồ, này chúng ta có gì đây? Golem lục bảo à? Đâu xem nào. À, khi chúng ta mua golem lục bảo là chúng ta sẽ tăng giá trị lục bảo kiếm thêm mà x 2 lần à. Ui, thế thì mình mua x 3 lần luôn. Đấy, nha ra mua thêm nhiều bạn ơi. X 4 x 5 lần luôn là chúng ta sẽ rất là nhanh các bạn ơi. Úi giời các bạn thấy không? Ô, nó đi đâu vậy? X mấy lần? Nó đi theo núp mà, núp mua nó mà để núp tăng cái giá trị kiếm ngọc lục bảo lên đấy. Úi giời ơi, ok bạn ơi, đây nó tính ra là chúng ta gọi là quá trời là ấy luôn bạn thấy không? Wow, x3 này 200 rồi. Thôi được rồi, chúng ta xuống và mình sẽ vào đấy mua thêm 4 lần nữa, thế là chắc là phải x5, x6 bạn ơi. Ai thêm một con nữa nè, x4 này, x5 này, x6 này, x7 này. Ui giời, x7 lần ngọc lục bảo, thế là mình đào một block là được 7 viên ngọc lục bảo đấy bạn. Rồi, đầu thử xem nha, bây giờ dùng cái xẻng này xem đào một lần được bao nhiêu nha, đang được 26.000 đúng không? 26.000 đúng không?
ui rồi phát lên 31.000 luôn bạn ơi. Ui ôi quá đẳng cấp quá. Mẹ quá đẳng cấp thấy không? Ui bây giờ quá dữ. Xe này biến thành robot được mới hay nè. Như rồi ui giời ơi đấy. Núp sẽ mua này mạng này, núp sẽ nhân giá trị lên x10. Này núp sẽ kiếm. Ấy tính chưa ra là xe nào mà nó nhảy tới vậy luôn á. Núp nghĩ là núp kiếm 1 tỷ ngọc viên ngọc cục bá con đường ấy chứ. Ui lên được 300.000 rồi. Ui giời 400.000 rồi. Bây giờ mình kiếm được 500.000 nữa. 500.000 thôi được rồi. Chờ chút xíu. Để núp gọi là nâng cấp lên. Đấy. Cái này là bài toán kinh tế làm giàu rồi. Rồi ok. 1 2 3 4 5 6. Ui mình x lên 15 lần rồi. Ui 16 17 rồi. Rồi 17 lần được rồi bạn ơi. Ui. Bây giờ là để có thể là có được cái này là chúng ta cần đến thiên thạch lục bảo cần đến 75.000 là thôi được rồi, 75.000 đúng không? Nhìn đây này. Mình chỉ cần lu một cái thôi bạn ơi. Ui giời. Ok. À này, ui nó xe nó to quá bạn ơi, lu một cái thôi. Ui. Một phát lên gọi là 400 500.000 ngay. Quá ghê gớm. Được rồi, đi vào trong kia thôi bạn. Đây. Đã lúc xíu để nút và nâng cấp cái thiên thạch lục bảo này. Đấy. Rồi, ôi thiên thạch đâu xem nào, thiên thạch nào. Ui giời, cái gì đây? Thiên thạch đâu? Đâu? Thiên thạch đâu? Ơi trên đầu kìa. Né đi, né đi thiên thạch kìa. Ui ơi. Oh my god. Ui giời. Một phát quả thiên thạch này cho núp gọi là ui, ui thiên thạch này mình có thể điều khiển được từ xa không? Ghê quá. Ôi giời sao nào. Hiểm quá. Ui nó kém được không? Ôi bạn ơi. Ui chạy rồi, chạy rớt nữa rồi. Cái này ui. Né ra đi. Oh my god. Né nào được, né được nè. Ui. Oh, một quả thiên thạch để rơi mình được 200.000 gọi là ngọc lục bảo bạn ơi. Ui giời quá xịn. May là mình hôm nay là mình không có ý đồ gì với bác dân làng, với bác người dân ở rồi, làng đấy gì đâu. Chứ không là mấy bác là mất làng lâu rồi bạn thấy không? Mình tốt bụng như thế này cơ mà. Làng đang đẹp mình cho đẹp hơn đấy. Đấy. Rồi. Ôi, cái này là chúng ta sẽ dùng đây, thực ra là mình sẽ phá cái ngọn núi này đi để cho cái ngọn núi này nó đỡ gọi là cản trở mấy bác người dân. Chạy đây. Nó kìa. Chạy đi. Oh my god, bạn thấy không? Đấy, này, ngọn núi mất ngay. Cái này là mấy bác thả ao gọi làm ao nuôi cá còn được cái này. Đấy, ôi trời, 800.000 viên ngọc lục bảo rồi. Thôi được rồi, để nó đi nâng cấp tiếp. Không em mà người cái nguy hiểm này nữa bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ có ui đây rồi. Cái tiếp theo là cần đến nè, ngân hàng ngọc lục bảo à. Ui, mua ngân hàng luôn bạn ơi. Ui, xem nào. Đặt ngân hàng cho mấy bác ấy. Đấy, đúng rồi, núp sẽ làm một cái ngân hàng ở đây bạn ơi. Đấy, thực ra là mình san lấp mặt bằng để mình làm cái ngân hàng ở đây bạn. Đây ngân hàng. Đây ngân hàng đây. Ôi, ngân hàng đúng luôn rồi. Ui, một cái ngân hàng ngọc lục bảo đây luôn bạn ơi. Đấy, xoài ơi. Nào xem nào, có bác, các bác người dân. Ui, nhân viên ở đây, nhân viên đây cũng giàu bạn ơi. Đấy, và hình như là cứ mỗi giây là cái ngân hàng này sẽ cho mình thêm tiền bạn ơi, cho mình thêm ngọc lục bảo. Đấy, bạn thấy không giàu không? Đấy. Ngoài, đấy, đấy, ngoài này có cả cánh cửa này này, trang trí là hợp lý bạn này. Đấy, thấy không? Đấy, ngôi làng đang thích dở rồi. Lõm luôn, mất luôn cái ngôi nhà của bác người dân trên kia rồi. Không sao bạn ơi. Còn thực ra là mình đã trả tiền để di rời gọi là cái căn nhà của bác đấy rồi. Đấy, giải tỏa mặt bằng nhất rồi. Thôi cho bác làm nhân viên luôn. Đúng rồi, thuê bác làm nhân viên trong này. Bác chọn kìa. Đấy, để núp đi mua cái khác đi. Đấy, khổ quá rồi đấy, muốn xanh sạch đẹp, muốn làng xịn thì chúng ta phải như thế. Thằng nào bây giờ chúng ta sẽ mua máy bay lục bảo này. Ok, máy bay lục bảo này tiếp đến là chúng ta sẽ vẫn còn 300.000 đúng không? Nhà máy lục bảo đây. Ui, còn cái này cần 500.000 các bạn ơi. Ok, 500.000 thì tí nữa bạn. Đấy, còn một cái cuối cùng là 500.000 đúng không? Thế nào, máy bay lục bảo nào. Sức mạnh của máy bay thì chúng ta sẽ chắc là sẽ được trở thành máy bay bạn ơi. Ui giời. Bay nào. Ôi. Ôi giời. Ui. Cái này là không phải là chúng ta biến thành máy bay mà máy bay sẽ đi thả bom TNT bạn ơi. Ui, đâu thế thì may quá chúng ta. Thả này là chúng ta được tiền đấy. Ui. Thôi thả này là tiền. Ui lên 1 triệu gọi là viên Emerald này. Ui giời ơi, thôi được rồi. Máy bay này giống như kiểu là sẽ đi gọi là giúp mình phá block qua đây, săn lấp mặt bằng và mình sẽ được Emerald ở trong cái tài khoản. Ui. Lên được 2.5 triệu, 2.6, 2.7 triệu Emerald rồi. Ui giời. Chuyển khoản ít đi. Nó không chuyển khoản được đấy luôn à. Mình thế. Có tài khoản nào mà chỉ. Đây này, núp sẽ xây nhà máy ở đây cho gọi là ngôi làng này xem phát triển nhá. Đây, ok. Ôi. Ui, xí nghiệp luôn các bạn thấy không? Ui giời. Ôi, sao cháu vậy? Nhà máy chưa tuyển nhân công. Zeno với cả Khang đi tuyển nhân công cho núp em. Kêu hết cái làng vô làm đi. Ôi, kêu làng vào đây làm đi. Chứ giàu có luôn đấy. Đừng có, miễn là đừng có đào mấy cái block Emerald về tiêu nha. Ai, ở đây mới là cái cửa này Zeno. Cái nhà máy, ui nhà máy cho mình gọi là hình như là cả chục nghìn.
cả chục nghìn gọi là emerald mỗi giây bạn ơi. Bây giờ mình đã có 6 triệu rồi. À không, hình như là 60 triệu thì đúng hơn. Hả? 6 triệu hay 6 triệu. Lên 1 tỷ luôn. 123 123. Mấy cái nhà máy nữa. 6 triệu bạn này. Thôi được rồi. Núp sẽ vào và mua cái vật phẩm cuối cùng các bạn ơi để cho chúng ta gọi là phá đảo cái thử thách này. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Ở đây. À robot Tigerman. Úi giời, robot ngọc lục bảo luôn các bạn này. Này, tôi sẽ trở thành robot bạn này. Đâu? Biến hình nào. Biết chưa? Ôi, sao nhìn mắc cười vậy? Robot mày như thế này chứ này, thấy không? Ui giời ơi, ui. Ta à, sẽ là ông trùm ở đây. Ui. Ui giời. Hình như chết giả rồi, robot này phải nhảy liên tục không ấy nó nổ. Rồi, à, đây, đây, đây. Ui, nhưng mà robot này phải nhảy liên tục các bạn ơi chứ không là nó sẽ không đi được. Phá nhà máy rồi. Ui, nhưng mà không sao. Mình núp đang hiện tại có 7 triệu rồi, 8 triệu rồi. Ui. Ờ, đúng nghĩ là các bạn này. Núp không biến thành robot nữa. Núp sẽ đi xây thật là nhiều nhà máy. Chờ núp xíu để núp xây mấy cái nhà máy để cho gọi là mấy bác người dân này được hưởng lợi đó. Đúng rồi. Hai ông em 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 cái nhà máy vừa. Nhân viên vẫn lên tiền nhá. Đúng rồi, không cần nhân viên. Nhà máy hiện đại mà không hại điện nhà luôn. Nhà máy này là nó chạy bằng máy. Một, ok. Vô okay. Trong nhà máy luôn rồi. Ok. Kẹt rồi. Nhốt rồi. Nhốt rồi. Ok, đây để núp làm thêm. Ngoài. Đấy, đang từ một ngôi làng gọi là bình thường núp đã trở lên ngôi thành một ngôi làng công đúng nghiệp luôn đấy, ngôi làng công nghiệp luôn đấy chứ. 9 triệu rồi, ui, tính ra là tôi đạt tiêu chí là 10 triệu viên emerald luôn đi cho nhanh các bạn ơi. Rồi, ui, 10 triệu viên emerald luôn, ui, 9.999 rồi, đấy là max rồi các bạn ơi, con số max rồi, không thể nào mà hơn được nữa. Thôi được rồi, tôi trở thành gọi là phú rồi bạn ơi, khỏi cần. Đấy, ok thì có lẽ là clip ngày mai đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là bọn mình đã gọi là, đấy các bạn không khiến cho ngôi làng trở nên giàu có và không có phá làng như mọi khi các bạn ấy, các bạn phải công nhận điều đấy nhá. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh đồ mình nha và đừng quên là qua kênh của tất cả về trong lúc tìm. Ấn đăng ký hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye.